Sinh năm 1970, đến nay đã gần sấp xỉ 50 tuổi, nhưng ca sĩ Ngọc Sơn nhìn dẫn vẫn còn trẻ và sung sức. Đặc biệt, đến giờ vẫn còn độc thân. Sau một thời gian dài vắng bóng, đến nay ca sĩ Ngọc Sơn trở lại sân khấu, vẫn hào sảng, nhanh nhẹ và đặc biệt, giọng hát vẫn ấm nồng, ngọt ngào như xưa. Gần 30 năm theo nghiệp hát, Ngọc Sơn vẫn giữ được phong độ và giọng hát mà ít có ca sĩ nào có thể sánh được. Đến giờ, anh vẫn được gọi là cái biệt danh Ông Hoàng Nhạc Sến. Đến giờ, anh vẫn có lượng fan hâm mộ đông đảo, trong đó có lượng lớn người lớn tuổi, mê nhạc trữ tình. Ngoài giọng ca nồng ấm, dễ đi vào lòng người, chất giọng khỏe trời phú, Ngọc Sơn còn có tài nghệ sáng tác. Đến nay, nhiều ca sĩ trong nghề phải gọi anh ấy là thầy, anh được truyền đạt nghề và niềm đam mê âm nhạc. Đến giờ nhiều người vẫn nghĩ những bản nhạc trữ tình Ngọc Sơn là ngông cuồng với những hành động cụ thể như đúc tượng đặt trước biệt thự, viết những điều mà coi là 8 điều chân tình của Ngọc Sơn, rồi anh đính đến nhiều tai tiếng, rồi anh dính đến nhiều tai tiếng như chát sách, tù tội. Nhưng đến nay, ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn vẫn trở lại với phong thái chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn và cũng máu lửa hơn. Hãy cùng thưởng thức một nhạc phẩm mới nhất mà do chính ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn hát và trình bày. Thank you.
nơi yêu mài lòng.